ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ, tin mới nhận cho hay sập cầu dành cho người đi bộ ở Miami đã khiến cho một người chết và 6 người bị thương. Một cây cầu dành cho người đi bộ trong trường đại học Florida International University ở Miami đã bị sập vào sáng ngày thứ Năm, một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Miami đã xác nhận với CNN. Nhiều cơ quan công lực và khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường và số người bị thương đã lên đến 6 người. Thị trưởng Miami của Dade County, Carlos Jimenez, đã cho CNN biết có đến 8 chiếc xe hơi bị cầu đè bẹp, ít nhất là một người thiệt mạng. CNN cũng cho biết là cây cầu vừa mới được hoàn tất vào ngày thứ Bảy vừa qua. Cây cầu dài 174 feet, nặng 950 tấn, với tổng số tổn phí là 14 triệu Mỹ Kim. Đại học Florida International University có hơn 50.000 sinh viên. Thưa quý vị, Hoa Kỳ chế tài những người Nga vì can thiệp bầu cử, tấn công mạng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Năm, Hoa Kỳ áp đặt chế tài lên 19 cá nhân người Nga và 5 tổ chức của Nga, bao gồm các cơ quan tình báo của Moscow, vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa Kỳ và các vụ tấn công mạng gây tổn hại. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức chính phủ Nga và các nhân vật đầu sỏ chính trị Nga về những hoạt động gây bất ổn của họ. Ông Mnuchin không đưa ra một khung thời gian cho những biện pháp trừng phạt đó, mà ông nói sẽ cắt đứt sự tiếp cận của các cá nhân này tới hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 bằng cách tấn công tin tặc và tuyên truyền, một nỗ lực mà cuối cùng là để nghiêng cuộc đua theo hướng có lợi về phía Tổng thống Trump. Các biện pháp trừng phạt mới cũng bao gồm các cơ quan tình báo Nga, Tổng cục An ninh Liên bang và Tổng cục Tình báo Chính và 6 cá nhân làm việc thay mặt cho GRU. Hành động phong tỏa tất cả tài sản của những đối tượng bị nhắm mục tiêu thuộc thẩm quyền tư pháp của Hoa Kỳ và cấm công dân Hoa Kỳ giao dịch với họ. Tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay, Hạ viện thông qua dự luật giúp cho các trường học chống bạo lực, nhưng né tránh mở rộng luật quản lý súng. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật để giúp cho các trường học và cảnh sát địa phương ngăn chặn bạo lực súng đạn. Một tháng sau vụ nổ súng hàng loạt tại một trường trung học ở Florida, làm 17 người thiệt mạng. Hạ viện thông qua dự luật với kết quả 407 phiếu ủng hộ và 10 phiếu phản đối, đưa nó sang Thượng viện để xem xét. Trước đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật, vốn chỉ là một phần của dự luật quản lý súng bao quát hơn, mà ông nói đến ngay sau vụ nổ súng tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida. Kể từ cuộc thảm sát, học sinh đã vận động thành công việc quản lý súng nghiêm ngặt hơn ở Florida. Hàng trăm học sinh tập trung bên ngoài điện Capitol trong ngày thứ Tư để đưa tiếng nói của các em đến một quốc hội lâu nay không chịu áp đặt các giới hạn mới lên súng đạn và mua bán súng. Dự luật đã được Hạ viện chấp thuận sẽ cho phép ngân sách liên bang 50 triệu Mỹ Kim một năm cho việc huấn luyện, tăng cường hệ thống báo cáo ẩn danh, đánh giá đe dọa, các nhóm can thiệp và sự phối hợp giữa nhà trường và cảnh sát. Tuy nhiên, dự luật này sẽ không cho phép sử dụng ngân sách đó để trang bị vũ khí cho giáo viên hay nhân viên khác của trường học. Thưa quý vị, bản tin cho hay, Oklahoma sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ sử dụng khí nitrogen để xử tử. Oklahoma dự tính sẽ bắt đầu sử dụng khí nitrogen cho các buổi xử tử, được xem là biện pháp xử tử đầu tiên như thế ở Hoa Kỳ. Oklahoma chuyển sang khí nitrogen sau khi tiểu bang này và những tiểu bang khác không thể mua được những loại thuốc cần thiết để chích xử tử vì sự phản đối từ các nhà sản xuất do sản phẩm của họ được sử dụng để thi hành án tử hình. Nitrogen là một loại khí không mùi, không vị, chiếm khoảng 78% khí thở của con người nhưng gây tử vong khi hít vào mà không có oxy. Oklahoma chưa thi hành cuộc xử tử nào kể từ năm 2015 sau một loạt các trục trặc. Trong đó có một lần chích thuốc xử tử bất thành khi một tử tù quằn quại trong đau đớn và một tù nhân khác bị xử tử bằng một loại thuốc chưa được tiểu bang chấp thuận. Bộ trưởng Tư pháp Mike Hunter của Oklahoma cho biết, tiểu bang sẽ sử dụng biện pháp giảm oxy bằng nitrogen, tức gây ngạt thở bằng cách cho hít vào loại khí trơ này, là biện pháp chính để xử tử sau khi hoàn tất các quy định cho phương pháp này. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho hay, thẩm phán liên bang đã chặn lệnh cấm phá thai do thai nhi bị hội chứng Down syndrome ở Ohio. Một thẩm phán liên bang trong ngày thứ Tư đã chặn một luật của Ohio chuẩn bị có hiệu lực vào cuối tháng này, trong đó cấm phá thai dựa trên chẩn đoán thai nhi bị hội chứng Down syndrome, tuyên bố rằng nó vi phạm quyền chọn lựa của phụ nữ.
Thẩm phán Timothy Black đã đưa ra quyết định trên sau khi văn phòng ở Ohio của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, còn gọi là ACLU, nộp đơn kiện lên tòa liên bang ở Cincinnati, lý luận luật này vi phạm điều khoản tự do và riêng tư của tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong phán quyết dài 22 trang, ông Black đã viết rằng, vì luật HB 214 ngăn cản phụ nữ lựa chọn chấm dứt thai kỳ của họ trước khi thai nhi ra đời nên nó vi hiến. Hội chứng Down syndrome là một rối loạn gen xảy ra khi sự phân chia tế bào bất thường dẫn đến sao chép dư hoặc thiếu nhiễm sắc thể số 21. Theo dự luật, được Thống đốc John Kasich ký thành luật vào tháng 12 năm ngoái, các bác sĩ sẽ bị tước giấy phép y khoa và đối diện tội danh cấp độ 4 nếu họ biết mà vẫn tiến hành phá thai. Các bà mẹ không bị truy tố hình sự. Bà Kelly Copeland, giám đốc điều hành của Narrow, Ohio, một tổ chức vận động quyền phá thai đã nói rằng lệnh cấm phá thai vì hội chứng Down syndrome vi phạm tiền lệ pháp lý 4 thập niên rưỡi, trong đó nói rằng một phụ nữ có quyền chọn lựa chấm dứt thai kỳ trước khi thai nhi chào đời. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Tư pháp Ohio Mike DeWine hôm ngày thứ Tư đã cho biết rằng văn phòng của ông sẽ bảo vệ luật đã được các nhà lập pháp của tiểu bang thông qua. Luật của Ohio đánh dấu hạn chế thứ 20 về quyền phá thai và sinh sản được ký bởi ông Kasich kể từ năm 2011. Các luật tương tự đã được thông qua ở Indiana và North Dakota. Chuyển sang phần tin đời sống. Thưa quý vị, Hồng Kông triển lãm tranh của Picasso và Kondo. Trong một sự kiện hiếm hoi thì Sotheby's đã giới thiệu triển lãm nghệ thuật mang tên Face Off Picasso Kondo vào ngày thứ Năm vừa qua, trong đó trình bày hơn 40 tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng Pablo Picasso và nghệ sĩ đương đại Hoa Kỳ George Kondo tại Hồng Kông để kỷ niệm tháng nghệ thuật của năm nay. Triển lãm bán hàng Sotheby's trị giá hơn 300 triệu Mỹ Kim có các tác phẩm bất hủ của Picasso. 11 tác phẩm nghệ thuật khác được mượn từ các nhà sưu tập cá nhân. Chuyên gia nghệ thuật đương đại Sotheby's bà Jasmine nói rằng thật hiếm khi có được những tác phẩm vĩ đại này dưới cùng một mái nhà. Và nói thêm rằng bà hy vọng Sotheby's sẽ bán tốt các sản phẩm nghệ thuật này. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 tại Hồng Kông. Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin đời sống, một khám phá mới của loài bò sát biết bay đã phát triển mạnh thời kỳ khủng long diệt vong. Tyrannosaurus là loài bò sát khổng lồ tưởng chừng đã bị suy giảm trong thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Thực ra lại là trong quá trình đa dạng hóa và phát triển mạnh mẽ. Theo các bằng chứng hóa thạch mới, tiến sĩ Nick Longridge ở Đại học Bath của Anh Quốc đã khám phá ra điều này và cho biết những gì tìm thấy ở đây là phi thường. Hóa thạch của Tyrannosaurus, loài bò sát biết bay, có họ hàng với khủng long cánh quạt khổng lồ, được tìm thấy vào thời điểm kết thúc thời kỳ khủng long. Tiến sĩ Longridge còn cho biết, các bằng chứng cho thấy sự đa dạng sinh học thời điểm đó ngày càng tăng với phạm vi rộng hơn về kích cỡ và hình dạng của các loài trong hệ sinh thái, ngay trước khi trái đất bị tiểu hành tinh va vào. Đáng nói là cho tới nay, không có loài nào từng phát triển để thay thế chúng. Trong 66 triệu năm qua, không có loài chim nào tiến hóa lớn như một con thằn lằn Tyrannosaurus. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Ngọc Trâm sẽ quay trở lại với tin Việt Nam, cộng đồng và giải trí.